hướng dẫn cách định khoản dự phòng phải thu khó đòi tài khoản 139. Hướng dẫn cách định khoản tài khoản dự phòng phải thu khó đòi tài khoản 139. Tài khoản 139 dùng để phản ánh tình hình trích lập sử dụng và hoàn nhập khoản dự phòng các khoản phải thu khó đòi hoặc có khả năng không đòi được vào cuối niên độ kế toán. Một số quy định khi hạch toán tài khoản dự phòng phải thu khó đòi: 1. Cuối niên độ kế toán hoặc cuối kỳ kế toán giữa niên độ đối với đơn vị có lập báo cáo tài chính giữa niên độ, doanh nghiệp xác định các khoản nợ phải thu khó đòi hoặc có khả năng không đòi được để trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi, tính vào hoặc ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp của kỳ báo cáo. 2. Về nguyên tắc, căn cứ lập dự phòng là phải có những bằng chứng đáng tin cậy về các khoản nợ phải thu khó đòi, khách hàng bị phá sản hoặc bị tổn thất thiệt hại lớn về tài sản nên không hoặc khó có khả năng thanh toán, đơn vị đã làm thủ tục đòi nợ nhiều lần vẫn không thu được nợ. Theo quy định hiện hành thì các khoản phải thu được coi là khoản phải thu khó đòi phải có các bằng chứng chủ yếu dưới đây: số tiền phải thu phải theo dõi được cho từng đối tượng theo từng nội dung từng khoản mục, trong đó ghi rõ số tiền, ghi rõ số nợ phải thu khó đòi, phải có chứng từ gốc hoặc giấy xác nhận của khách nợ về số tiền còn nợ chưa bao gồm còn nợ chưa bao gồm chưa trả bao gồm chưa trả bao gồm hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, khoản thanh lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ. 3. Căn cứ để được ghi nhận là một khoản nợ phải thu khó đòi là nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, bản cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ, doanh nghiệp đã đòi quá nhiều lần nhưng vẫn chưa thu được, nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn. 3. Mức lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi theo quy định của chế độ tài chính doanh nghiệp hiện hành. Năm, đối với những khoản phải thu khó đòi kéo dài trong nhiều năm, doanh nghiệp đã cố gắng dùng mọi biện pháp để thu nợ nhưng vẫn không thu được nợ và xác định khách nợ thực sự không có khả năng thanh toán, thì doanh nghiệp có thể phải làm các thủ tục bán nợ cho công ty mẹ, bán nợ, công ty mua bán nợ, làm thủ tục bán nợ cho công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng hoặc xóa những khoản nợ phải thu khó đòi trên sổ kế toán. Nếu làm thủ tục xóa nợ thì đồng thời phải theo dõi chi tiết ở tài khoản 004 nợ khó đòi đã xử lý. Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán. Việc xóa các khoản nợ phải thu khó đòi phải được sự đồng ý của Hội đồng Quản trị doanh nghiệp và Cơ quan Quản lý Tài chính. Nếu là doanh nghiệp nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền theo quy định trong điều lệ doanh nghiệp, số nợ này được theo dõi trong thời gian quy định của chính sách tài chính, chờ khả năng có điều kiện thanh toán số tiền thu được về nợ khó đòi đã xử lý. Nếu sau khi đã xóa nợ, khách hàng có khả năng thanh toán và doanh nghiệp đã đòi được nợ đã xử lý, theo dõi trên tài khoản 004 nợ khó đòi đã xử lý, thì số nợ thu được sẽ hạch toán vào tài khoản 711 thu nhập khác. Nội dung và kết cấu phản ánh tài khoản 139 bên nợ. Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi, xóa các khoản nợ phải thu khó đòi. Bên có số dự phòng nợ phải thu khó đòi được lập
tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, số dư bên có. Số dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi hiện có cuối kỳ. Hướng dẫn hạch toán định khoản một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu liên quan đến dự phòng phải thu khó đòi 139. 1. Cuối kỳ kế toán năm hoặc cuối kỳ kế toán giữa niên độ đối với doanh nghiệp có lập báo cáo tài chính giữa niên độ, doanh nghiệp căn cứ các khoản nợ phải thu được xác định là không chắc chắn thu được, nợ phải thu khó đòi, kế toán tính xác định số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập hoặc hoàn nhập. Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kế toán này lớn hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, thì số chênh lệch lớn hơn hoặc lớn hơn được hạch toán vào chi phí ghi nợ tài khoản 642 chi phí quản lý doanh nghiệp có tài khoản 139 dự phòng phải thu khó đòi. 2. Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, thì số chênh lệch được hoàn nhập ghi giảm chi phí ghi nợ tài khoản 139 dự phòng phải thu khó đòi có tài khoản 642 chi phí quản lý doanh nghiệp chi tiết hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi. Ba, các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định thực sự là không đòi được phép xóa nợ. Việc xóa nợ các khoản nợ phải thu khó đòi phải theo chính sách tài chính hiện hành, căn cứ vào quyết định xóa nợ về các khoản nợ phải thu khó đòi ghi nợ tài khoản 139 dự phòng phải thu khó đòi nếu đã lập dự phòng, nợ tài khoản 642 chi phí quản lý doanh nghiệp nếu chưa lập dự phòng, có tài khoản 131 chi phí phải thu của khách hàng, có tài khoản 131 phải thu của khách hàng, có tài khoản 138 phải thu khác. Đồng thời ghi vào bên nợ tài khoản 004 nợ khó đòi đã xử lý, tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán. 4. Đối với những khoản nợ phải thu khó đòi đã được xử lý xóa nợ, nếu sau đó lại thu hồi được nợ, kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của khoản nợ đã thu hồi được ghi nợ tài khoản 111, 112 có tài khoản 711 thu nhập khác. Đồng thời ghi đơn vào bên có tài khoản 004 nợ khó đòi đã xử lý, tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán. 5. Các khoản nợ phải thu khó đòi có thể được bán cho công ty mua bán nợ khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục bán các khoản nợ phải thu đang phản ánh trên bảng cân đối kế toán cho công ty mua bán nợ và thu được tiền ghi nợ tài khoản 111, 112 số tiền thu được từ việc bán khoản nợ phải thu, nợ tài khoản 139 dự phòng phải thu khó đòi số chênh lệch được bù đắp bằng khoản dự phòng phải thu khó đòi, nợ các tài khoản liên quan số chênh lệch giữa giá gốc khoản nợ phải thu khó đòi với số tiền thu được từ bán khoản nợ và số đã được bù đắp bằng khoản dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của chính sách tài chính hiện tại có tài khoản 131, 138. Và các bạn hãy nhấn đăng ký và hiển thị thêm. Ngoài ra các bạn có thể nhấn vào tên của kênh này để xem thêm nhiều video nữa.